Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý thanh tra Vietnam Airlines. Quản lý thị trường Quảng Trị lên tiếng về vụ việc buôn lậu 3 tấn vàng trị giá 5.000 tỷ đồng. Khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường. Bình Định triệt phá đường dây mua bán súng lớn nhất từ trước đến nay. Vật liệu chế tạo thân tàu lặn Titan bị nghi là thủ phạm thảm kịch. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vietnamnet đưa tin, chiều qua ngày 24 tháng 6, với 475 trên 478 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Trước khi thông qua nghị quyết, Tổng Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp để giảm chi phí quản lý, giảm giá vé, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Vietnam Airlines, tiến hành thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines, đảm bảo minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các nội dung này không thuộc nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Tại phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội cũng không đặt ra các vấn đề liên quan tới Vietnam Airlines nên không bổ sung vào nghị quyết. Theo thông tin từ báo Công Thương, liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào và Việt Nam, do đối tượng người Quảng Trị cầm đầu, ông Nguyễn Viết Thế, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Quảng Trị cho biết. Đây là vụ do Bộ Công an phá án. Việc phá án buôn lậu biên giới, lực lượng chính là biên phòng và hải quan. Đồng thời, đây là vụ buôn lậu vàng được tổ chức rất quy mô. Nói về chức năng nhiệm vụ, ông Thế cho hay, lực lượng quản lý thị trường chỉ kiểm soát nội địa, đồng thời không đủ sức để kiểm tra, phát hiện, vì đây chủ yếu là buôn lậu mang yếu tố biên giới. Với quy mô này, lực lượng cơ quan điều tra như Bộ Công an mới có thể phát hiện và phá án thành công. Trước đây, lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp với các đơn vị công an, ngân hàng kiểm tra lĩnh vực kinh doanh vàng, nhưng chỉ kiểm tra nội địa. Các đơn vị kinh doanh vàng được đảm bảo niêm yết giá rõ ràng, hoạt động mua bán diễn ra bình thường. Ghi nhận thông tin từ VOV, tối 24 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1979 tại Quảng Ninh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo Bộ Công an, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan. VTV News đưa tin, nghi phạm Marius Mihan Grahisi, công dân Romania, bị cáo buộc cầm đầu một đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp, đã nhận tội ngộ sát trong vụ 39 người Việt Nam tử vong trong thùng xe container đông lạnh ở Anh vào năm 2019. Theo hãng tin AFP, Drahisi nhận tội tại tòa án hình sự Old Bailey, London, nước Anh và sẽ bị tuyên án vào một ngày gần nhất. Marius Mihan Drahisi, 50 tuổi, bị cảnh sát Romania bắt giữ vào tháng 8 năm 2020. Đối tượng này bị các công tố viên Anh buộc tội 39 tội danh, ngộ sát và âm mưu hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp. Giới chức Anh xác định, Drahisi là một thành viên chủ chốt của đường dây buôn người nói trên. Đồng thời, hy vọng bản án đối với tên này cùng đồng bọn sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ có ý định trục lợi từ người muốn nhập cư. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Đại tá Huỳnh Nguyên Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, hôm qua ngày 24 tháng 6 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá một nhóm người mua bán và tàng trữ súng trên địa bàn tỉnh.
lực lượng Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiến hành triệu tập 4 người gồm Nguyễn Công Minh, 27 tuổi, Nguyễn Đức Kha, 22 tuổi, Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi, Ngô Sĩ Việt Nam, 19 tuổi, cùng chú huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Qua khám xét nơi ở của các người này, lực lượng công an thu giữ 9 khẩu súng, trong đó 7 khẩu súng quân dụng, 1 súng pháo và 1 súng đạn cao su, cùng 39 viên đạn. Những người này khai nhận đã móc nối mua bán súng với một số người tại tỉnh Đắk Lắk và đã mua đổi 12 súng các loại. Một người khai có mua bán cùng Nông Quốc Việt Đắk Lắk. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành truy tìm, thu giữ những khẩu súng và số đạn còn lại. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 7 giờ 30 phút hôm qua 24 tháng 6, người dân địa phương khi đi qua đường Lê Thánh Tôn giáp với quốc lộ 40B, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì phát hiện một thi thể người đàn ông dưới cống bên lề đường. Nạn nhân khoảng 70 tuổi, chưa rõ họ tên. Ngay sau đó, người dân gọi báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng công an thành phố Tam Kỳ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Báo Dân Trí ghi nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai hôm qua ngày 24 tháng 6 cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tài xế Bùi Văn Phú Hiệp, 35 tuổi, ngụ huyện Định Quán, đâm tử vong 3 người. Theo thông tin điều tra ban đầu, Bùi Văn Phú Hiệp làm việc cho anh Đạt, chủ nhà xe khách DH tên viết tắt tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu. Cách đây một tuần, Hiệp bị anh Đạt cho nghỉ việc dẫn đến mâu thuẫn. Ngày 23 tháng 6, Hiệp mang dao đến tìm anh Đạt nhưng không gặp. Hiệp sau đó đâm tử vong hai người là bố và vợ của anh Đạt. Gây án xong, Hiệp tiếp tục đi tìm và đâm tử vong bà Nguyễn Thị Quý, 43 tuổi, ngụ phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa. Bà Quý cũng là chủ một nhà xe mà Hiệp từng làm. Được biết, Hiệp có mâu thuẫn với bà Quý từ trước. Theo nhiều tài xế đang làm việc ở nhà xe DH, anh ta thường xuyên có thái độ hung hăng và tranh cãi với khách. Sau khi đâm 3 người, Hiệp quyên sinh nhưng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua 24 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án truy xét, tiếp tục xác định nơi lẩn trốn và truy bắt đối tượng truy nã Trần Văn Sang. Theo hồ sơ, ngày 28 tháng 3 năm 2017, Trần Văn Sang sinh năm 1963, hộ khẩu tại ấp Ông Linh, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, chủ mưu cùng đồng bọn trộm cắp tài sản có giá trị lớn tại công ty Trung Kiến 3, khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, Tuy Phong. Ngày 31 tháng 7 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Sang về tội trộm cắp tài sản, và trong quá trình điều tra, Trần Văn Sang bỏ trốn. Hiện nay, do Trần Văn Sang thường xuyên đi trên tàu biển di chuyển nhiều nơi và nhiều kinh nghiệm đối phó với các cơ quan có thẩm quyền, nên rất khó khăn trong việc truy bắt. Vietnamnet đưa tin, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa phối hợp với ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Ba Vì kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 21 tháng 6, bà PTN, tên viết tắt, sinh năm 1967, ở thôn Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ số lạ, nhận là cán bộ công an tỉnh Bình Định, thông báo với bà N liên quan đến đường dây mua bán ma túy lớn. Người này hướng dẫn bà N mở một tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền vào tài khoản đó để phục vụ điều tra, nếu không sẽ bị bắt giam. Khi bà N đến ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Ba Vì yêu cầu rút tiền từ sổ tiết kiệm là 260 triệu đồng, nhân viên ngân hàng đã phát hiện điều bất thường và nhanh chóng liên hệ với công an huyện Ba Vì giúp ngăn chặn thành công vụ lừa đảo. Báo Dân Trí ghi nhận, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 38B, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện tài xế Vũ Văn Đức, 39 tuổi ở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình, lái xe ô tô kéo theo semi remote, sử dụng giấy phép lái xe có dấu hiệu làm giả. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành tra cứu dữ liệu giấy phép lái xe của Đức trên cổng thông tin dữ liệu điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam, nhưng không có dữ liệu. Sau quá trình điều tra và giám định, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đức về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ,
chiếc tàu lặn Titan đã bị ép dẹp xuống, nổ tung khi đang hạ xuống vị trí của xác tàu Titanic, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng. Thân tàu Titan được chế tạo bằng vật liệu thử nghiệm sợi carbon. Các chuyên gia cho rằng tàu Titan đã không được kiểm tra áp ở độ sâu 4.000 mét trước khi đi vào hoạt động kinh doanh thực sự. Mặc dù sợi carbon từ lâu đã được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, nhưng nó chưa được chứng minh là có thể chịu được áp suất dưới biển sâu 4.000 mét và phải trải qua nhiều lần thử nghiệm. Theo đại úy David McGregor, một chỉ huy tàu ngầm của Hải quân đã nghỉ hưu, sợi carbon là một vật liệu tương đối mới, đặc biệt là để chế tạo vỏ tàu ngầm. Ông McGregor cho biết thêm, tàu lặn Titan đã lặn sâu gấp 10 lần so với tàu ngầm mà Hải quân sử dụng. Điều đó có nghĩa là nó phải chịu áp lực gấp 10 lần. Báo Dân Trí đưa tin, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia Nga hôm qua 24 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cuộc nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc và những người liên quan sẽ bị trừng phạt. Ông Putin nhấn mạnh, Wagner đã có công giúp Nga kiểm soát Bakhmut, tuy nhiên, tên tuổi và vinh quang của họ đã bị phản bội bởi những kẻ đang cố gắng tổ chức nổi loạn. Ông Putin cũng kêu gọi, những ai bị lôi kéo vào chuyện này hãy ngừng hành động của mình. Lãnh đạo Nga nhấn mạnh với tư cách là Tổng thống và Tổng tư lệnh, ông sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước và chính quyền sẽ có những hành động quyết đoán để ổn định tình hình ở vùng Rostov miền nam đất nước, nơi Prigozhin tuyên bố Wagner đã kiểm soát toàn bộ cơ sở quân sự tại đây. VN Express ghi nhận, ngôi làng ven biển Pankhun Samutin cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 10 km đang bị biển nuốt chửng. Pankhun Samutin là một vụ điển hình về tương lai của các cộng đồng ven biển khắp thế giới. Trước thực trạng biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng, hiện nay ngôi làng cũng chỉ còn khoảng 200 người đang bám trụ. Trưởng làng Wisanu Ken Samut cho biết, nước biển đã xâm lấn 2 km đất liền trong vòng 6 thập kỷ qua. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo, nước biển đã dâng 15-25cm kể từ năm 1900 và tốc độ này đang tăng nhanh, đặc biệt tại một số vùng nhiệt đới. Nếu tiếp tục, mực nước xung quanh các đảo Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương có thể dâng thêm gần 1 mét vào cuối thế kỷ này. Thái Lan được cảnh báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề khi khoảng 11 triệu người, tương đương 17% dân số, sống ven biển và phụ thuộc vào nghề chài lưới, du lịch làm kế sinh nhai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.